cặp này giới thiệu đến các bác cặp JBL 940. Lâu lắm mới về cặp này. Cái model này thì các bác nhớ ngay đến âm ly đờn âm 940 nhé. Con này là loa JBL 940. Đây là dòng loa có tép titanium. Tiếng giải cao rất là tốt. Và cấu hình của em này thì nó sẽ gồm có 4 loa một thùng. Đấy, bề ngang của em này rất là to và bề thế nhé. Các bác nhìn hình này thôi nhưng mà thực tế ở ngoài bề ngang của em này là gần 50 nhé. Một chiếc này từ cái mép này sang mép này là gần 50 cm. Mà cao là gần 1m1. Tức là cặp này bày và nó rất là bề thế đấy. Cặp này của em về trong tình trạng là cái gân cũng zin. Nó là gân vải lụa. Em thì thay thì em bảo thay mà zin thì bảo zin thôi. Không phải giấu giếm những cái đấy. Bởi vì nó là thực trạng thực tế của đồ cũ. Không thể nào mà zin mà nói là thay. Mà thay thì nói là zin được. Đấy. Và cái gân thì em nghĩ là nó cũng không có cái gì to tát để mà mình có thể nói sai cái đấy được. Đấy. Em này thì các bác nhìn ở dưới của nó là một bát 25. Ở trên thì thực ra thì nó có nhiều những cái thông tin lắm, nhưng mà chuẩn xác của nó là ở trên nó là trung trầm. Trung trầm đấy là khoảng 18. Và ở trên nữa thì là một trung tay em chỉ đấy. Còn ở trên cùng là tép rồi. Tức là cái cặp này ấy, ngày xưa thì hồi mới bán cặp này lần đầu tiên cách đây khoảng 7-8 năm thì em nhớ không nhầm, 7-8 năm trước. Thì hồi đấy thấy cái cặp này nó rất là ghê gớm. Nó rất là ghê gớm, tầm tiền nó chỉ ngoài mấy chục triệu thôi, nhưng mà và nó cái chất tiếng nghe nó rất là đĩnh đạc nhé. Đấy, mà nó bề thế đấy. Đấy. Còn bây giờ thì sau khi va nhiều thì đương nhiên là trong cái tầm giá thì vẫn thấy nó hay. Nhưng mà so với những cặp khoảng 3-40 triệu thì vẫn chưa thấy sướng lắm. Còn về cái tầm khoảng độ dưới 20 triệu thì em thấy cặp này vẫn là một cái cơ hội. Thậm chí nhỉnh hơn 20 triệu một chút. Thì cặp này vẫn là một cái cặp với từ cái cấu hình, tức là cái thiết kế lẫn cái chất tiếng đều rất là đáng để sở hữu. Nhìn nó bề thế mà tiếng nó tốt. Ghép nó dễ. Đấy. Rất là đẹp, em quay chi tiết cho các bác xem nhé. Này gân này, đây gân vải lụa này. Đó. Đó, gân zin. Đấy. Rất là đẹp nhé. Nó có chân. Cái này nếu mà không có chân thì nó sẽ không có cái này. Còn cái này là về có chân. Đấy, 940 nhé các bác nhé. JBL 940, anh em nào có nhu cầu sở hữu thì của em, bởi vì cái cấu hình loa thì nhiều khi là có những cái cặp nó rất là hay nhưng mà cấu hình nó hèn quá, nhiều khi bán nó không được giá, là nhất nhìn bày nó không bề thế, nhưng cặp này được cả hình và tiếng và cả cái tầm giá nữa. Cho nên là theo em là các bạn nên cố gắng sắp xếp của em này ngay thử. Rồi, xin chân thành cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.